ba, tôi là Thanh Hà. Còn tôi là Xuân Sang. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một thương hiệu chuyên về các sản phẩm dưỡng da tự nhiên đang được ưa chuộng tại Hàn Quốc. Với cái tên được ghép giữa Tui là giọt xương và Tree là cây cối, công ty Tui Tree chuyên nghiên cứu các sản phẩm giúp làn da căng bóng lấp lánh giống như giọt xương trong veo, khiến cho lá cây trở nên bóng mượt hơn. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn hai sản phẩm tiêu biểu của Tui Tree hiện đang được bán trên thị trường. Vậy chúng ta sẽ cùng xem từng sản phẩm nhé. Là sản phẩm The Clean Lab AC Dew Calamine Moisturizer, loại kem dưỡng ẩm giúp xoa dịu làn da bóng nhợt và đang gặp vấn đề do dầu thừa gây ra. Ngay cả khi da bạn không đổ dầu hay gặp phải bất cứ vấn đề gì thì loại gel tươi mát này vẫn phù hợp với mọi loại da trong những ngày nắng nóng như thế này. Thành phần chính của sản phẩm là Pink Calamine, được mệnh danh là bột hồng ma thuật, giúp kiểm soát bã nhờn và cân bằng lượng dầu, độ ẩm cho làn da nhạy cảm. Tiếp theo là tinh chất chấm bụi The Clean Lab AC Dew Calamine Blast Mist Spot, có khả năng làm dịu vết thâm một cách nhanh chóng. Thành phần chính của sản phẩm là 3000mg Pink Calamine, giúp nhanh chóng làm dịu làn da bị kích ứng. Khi nhìn kỹ sản phẩm, bạn sẽ thấy cấu trúc hai lớp với tinh chất làm dịu ở lớp trên và bột Calamine ở lớp dưới. Sản phẩm này đi kèm với một bộ tăm bông để bạn có thể nhúng tăm bông vào phấn hồng và chấm lên vùng da bị mụn ở bước chăm sóc da cuối cùng. Tuy nhiên vui lòng không lắc sản phẩm khi sử dụng. Công ty Dewy Tree luôn cố gắng sử dụng các thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên và khoa học, loại bỏ các thành phần có hại cho da nhằm giúp làn da khỏe đẹp một cách tự nhiên nhất. Đồng thời, công ty đang từng bước phấn đấu trở thành một thương hiệu vì môi trường bằng cách tái chế bao bì và sử dụng mực đậu nành. Với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, Dewy Tree đã chiếm được lòng tin của khách hàng ở thị trường trong nước và quốc tế, trở thành thương hiệu uy tín được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.